ơi chú, chú mua cho con một tờ vé số được không ạ? Mày biết rồi, có gì đâu tâm mất ạ. Chú ơi, chú mua cho con một tờ vé số đi. Mày nhìn tao này, đồng xu gì túi trong người à? Thì có tiền mua vé số mày. Mày đi tao đánh mày không? Bút, bút, nhanh. Mày đi đường kiểu gì cái mắt mày mù à? Hả? Hả? Ôi dồi ôi, rước hết xe tao rồi lên này. Đứng lại, đứng lại. Bây giờ mày tính như thế nào? Hả? Mày tính như thế nào? Cháu xin lỗi chú, cháu không cố ý ạ. Mày không cố ý á? Không cố ý mày đập cả cái giỏ như này vào rước hết xe tao, mày nói mày không cố ý á? Hả? Mày biết xe này bao tiền không? Mày có biết xe này bao tiền không? Cả đời mày làm ấy cũng không mua được cái bánh này đâu. Mày nghe rõ chưa? Cháu xin lỗi chú ạ. Xin lỗi? Mày xin lỗi tao được chuyện gì hả? Mày xin lỗi tao thì được cái gì? Bây giờ ấy là mày phải đền tiền 30 triệu, mày nghe rõ chưa? Đừng có làm mất thời gian của tao. Chú ơi chú, cháu chỉ có từng này tiền thôi ạ. Từng này tiền á? Mày đùa tao à? Hả? Mày đùa tao à? Hả? Từng này tiền ấy chưa đủ để cho tao ăn sáng nhá. Sao mặt mày nghẹt thế? Thế bây giờ mày muốn lên công an không hả? Lên công an nhá, nhá, nhá. Không cái gì hả? Có chuyện gì mà ầm ĩ lên vậy anh? Thằng cu này là... Đấy, em xem đi. Nó đi đứng làm sao mà xước hết xe cả ô tô của anh rồi này. Đây này, em nhìn đây này. Xước có một tí thôi mà, bỏ qua cũng được mà anh. Có việc gì đâu mà anh làm ầm ĩ cả lên, làm em lo quá, cứ tưởng là có chuyện gì. Thế cháu có làm sao không? Có bị thương ở đâu không? Cái thể loại như thế này thì em hỏi nó làm gì hả? Bắt nó đền tiền là được rồi. Dạ, cháu không sao đâu cô ạ. Cháu chỉ xin chú là đừng có bắt cháu lên đường công an là được ạ. Cháu không phải kiếm tiền để chăm sóc bà, tại vì là bà cháu già yếu rồi. Nếu mà không có cháu ở nhà, chắc bà cháu chết mất. Thôi được rồi, cháu cứ bình tĩnh, không sao đâu, cứ để cô lo. Bình tĩnh cái gì? Cái bọn này ấy, bọn nó chỉ toàn nước mắt cá sấu thôi, em đừng có tin. Cô ơi, cô, cháu nói thật đấy, cô tha cho con đi. Thôi được rồi, cứ bình tĩnh con. Rước xe thì mình sửa được, tính mạng người mới là quan trọng. Anh chồng này, thằng bé cũng thật thà đấy chứ. Thôi được rồi, cái xe này cứ để cô lo, con đặt vé số thôi nhé. Vâng ạ. Em bị làm sao ấy nhỉ? Xe mua cũng mấy tỷ, cái tiền đi sửa sơn thôi ấy cũng đã 100 triệu rồi. Mày em dễ dàng bỏ qua cho nó như thế à? Hả? Xước xe thì mình sửa chứ làm sao? Anh bớt mua hàng hiệu đi một ngày là sửa được chứ gì? Còn anh nhìn kìa, trông thằng cu có tội nghiệp không chứ? Đã nghèo khổ như thế rồi, còn phải nai lưng ra kiếm tiền để nuôi bà. Thế này làm sao mà nó có tiền đền cho mình được chứ? Thôi, coi như mình làm phúc đi, sau này con cháu mình còn được nhờ. Được rồi, được rồi. Đấy là anh yêu vợ, cho nên anh mới nghe lời vợ thôi đi nhá. Cô ơi con có một ít tiền, con trả trước cho cô được không ạ? Thôi, cầm con đi. Con cất đi, giữ mà lo cho bà. Nếu là sau này đi đứng phải cẩn thận đi nhá. Mà cô ơi, con làm xước xe của cô thì con có lỗi, con phải trả tiền đền cho cô chứ. Hay là cô cho con số điện thoại để khi nào có tiền con trả lại cho cô chú được không ạ? Đồ, đã không có tiền thì còn sĩ. Đây là các visit của cô. Sau này nếu cần giúp gì thì con cứ gọi cho cô nhé. Con làm thông cảm với cô ạ. Mà con đi bán vé số như thế này có đủ tiền để ăn học không? Là không nhiều, con được miễn học phí ạ. Với cả là khi nào con rảnh thì con đi bán vé số thôi, còn nuôi bà nữa. Còn bố mẹ con thì bỏ đi rồi ạ. Thôi được rồi, nhặt hết số vé số còn lại đi, con mua cho. Nhanh lên. Đây, đưa cho cô nào. Cô đi ạ. Rồi, cô gửi tiền nhá. Không, cô ơi cô, số vé số này không lấy số tiền đấy đâu ạ. Con cứ cầm lấy đi, không sao, không phải trả lại. Giữ lấy để lo cho bà. Thôi, hôm nay đi bán xong rồi, đi về nhà nghỉ ngơi sớm đi. Cảm
lo học hành với cả chăm bà nữa. Con cảm ơn Tô ạ. Rồi. Thôi, đi. Thôi, cô đi nhá. Nhớ cẩn thận đấy. Con chào cô ạ. Cảm ơn cô ạ. Kìa. Ê. Lượn. Ô, Phong, lại đây cô Bảo. Ô, cô chào cô ạ. Hôm nay con lại đi bán vé số à? Thế đã bán được nhiều chưa? Có bán được một ít rồi ạ, nhưng mà vẫn còn người này về số cô ạ. Thôi được rồi, gom hết lại đây, hôm nay cô lại thầu tất. Đây ạ. À cô ơi cô, từ ngày cô mua vé số cho con, không có cả nhiều thời gian chăm sóc bà hơn rồi ạ. Thế à, thế còn con có dành được thời gian để học không? À, con có dành thời gian để học đấy ạ. Mấy ngày hôm nay con được mấy điểm 10 cơ ạ. Ô, thế cơ á, Phong giỏi quá. Phong ơi, thế sau này con muốn làm gì? Sau này ước mơ của cô là được trở thành chủ tịch như cô đấy ạ. Để được giúp đỡ thật nhiều người. Muốn được trở thành chủ tịch như cô thì phải cố gắng học tập thật tốt, nghe chưa? Vâng ạ. Đây, đây là tiền vé số của con. Cất đi. Con cảm ơn cô ạ. Hôm nay bán hết vé số sớm thì về lo học với cả chăm sóc bà ngoại nhá. Vâng ạ, con chào cô ạ. Thôi đi đi. Con chào cô ạ. Nhớ đi cẩn thận đấy. Vâng ạ. Thằng bé thật có chí, mong là sau này nó sẽ thành công. Dạ, thưa chủ tịch ạ. Em về rồi đấy à? Đã liên lạc được với giám đốc Lâm chưa? Dạ, em gọi rất là nhiều cuộc rồi nhưng mà anh ta vẫn không nghe máy ạ. Thế còn phía ngân hàng họ trả lời sao? Em rất tiếc là phía ngân hàng họ nói là bên mình không có cơ sở nên họ không cho vay ạ. Đủ khốn nạn! Đủ lừa đảo! Thôi, từ giờ tiền của công ty em lấy hết ra để trả cho nhân viên đi. Công ty này có thể không còn, nhưng nhân viên thì vẫn cần lương để sống. Dạ, nhưng mà chị ơi, bên đối tác nói rằng là nếu mà cuối tháng này chúng ta không thanh toán họ cho họ thì một số doanh nghiệp lớn họ sẽ rút vốn ạ. Dạ, em xin phép. Chào. Đang tìm tôi à? Hả? Đủ khốn nạn! Cuối cùng thì anh cũng đã xuất hiện rồi. Mau trả tiền cho tôi ngay! Trả tôi đi! Bỏ ra! Tôi cũng đang về để xem vợ cũ của mình sống như thế nào đây. Sao? Có cần tôi bố thí cho ít tiền không? Y như rằng vừa thấy tôi, cô đã trực lao vào như hổ đói rồi. Mất mặt quá đấy nữ chủ tịch ạ. Anh im ngay! Quên! Bây giờ cô đâu còn là nữ chủ tịch của tập đoàn Việt Sát nữa. Mà là chủ tịch của Hiệp hội Ăn Mày thì có. Anh quá đáng nó vừa thôi nhá. Bao nhiêu công tôi gây dựng lên cái công ty này. Rồi anh lừa đảo để chiếm đoạt công ty của tôi. Anh có còn là người nữa không? Còn chứ. Tôi lấy cô ấy phải chịu cái cảnh chó chui gầm trạng. Mục đích là vì tiền và nhà của cô đấy. Giờ cô mất tất cả rồi. Chẳng còn gì cả. Còn tôi, tôi có thể kiếm vài em xinh đẹp hơn là mái già. Đủ khốn nạn!
uổng công bao nhiêu lâu nay tình nghĩa vợ chồng với nhau, tôi tin tưởng anh như vậy. Và cuối cùng, anh dám lừa tôi. Đau đấy. Cút! Anh cút ngay ra khỏi đây! Đau đấy. Người cút bây giờ ấy, phải là cô mới đúng. Giờ cô còn gì? Tài sản nằm hết trong tay tôi rồi. Bây giờ khôn hồn ấy, cô quỳ xuống chân tôi. Tôi còn cho cô con đường sống. Không thì đi tù đi. Dừng tay. Người phải cút khỏi đây ấy là ông đấy. Ông Lâm à? Thằng quát con này. Mày là thằng nào? Mày là thằng nào? Mày có muốn tao cho mày một trận không? Hả? Cái tính hổ báo bao nhiêu năm qua vẫn không thay đổi nhỉ? Chào chào cô ạ. Cũng dạo này có nhiều việc quá nên cháu chưa đến thăm cô được. Giờ mới hiểu. Hóa ra hai người mèo mả gà đồng với nhau à? Tôi cứ tưởng cô phải cao giá, liêm thanh thế nào. Hóa ra bây giờ còn gọi cả phi công trẻ đến để chơi cùng nữa à? Chán lắm. Im mồm! Anh đang lên thuyên cái gì đấy? Cậu là... 20 năm trước, có một cậu bé bán vé số, chẳng may làm sức một chiếc ô tô. Người chồng thì bắt đền 30 triệu. Còn người vợ không những không bắt đền, mà còn tới hàng ngày để mua vé số cho cậu bé. Để cậu bé có thể về sớm, tập trung cho việc học hành. Ôi, phải chăng cậu chính là... Vâng. Cháu là cậu bé bán vé số đấy ạ. Ôi, là cháu thật ư? Ôi, bao nhiêu năm không gặp, bây giờ cháu lớn thật đấy. Cô không nhận ra nữa. Tôi cũng không nhận ra đâu. Hóa ra cậu là cái cậu bé ăn mày ngày trước đấy à? Giờ cao gớm nhờ. À, đến đây làm gì đấy? Định giả tiền đúng không? 30 triệu. À, không. 30 triệu ấy, bây giờ phải là 300 triệu rồi. Tiền ấy. Cháu nghe nói công ty cô sắp phá sản, nên cháu mới tới đây. Mày không nghe tao à? Công ty cô ấy sắp phá sản thì liên quan gì đến mày hả? Hồi đó nhờ cô giúp đỡ cháu nên cháu mới có được ngày hôm nay. Cháu cứ suy nghĩ mãi rằng là không biết làm thế nào để báo đáp lại tình nghĩa ngày đó. Bây giờ thì cháu nghĩ có cách rồi à? Thằng này, tao nói chuyện với mày mà mày không thèm trả lời à hả? Còn ông ấy, tôi đã thu thập đủ chứng cứ để kiện ông ra tòa rồi. Đồ lừa đảo à? Đủ chứng cứ kiện tao ra tòa? Ôi cậu nhóc ơi, yên tâm đi, tôi đây ấy đã xóa sạch mọi chứng cứ rồi. Thì ông cứ xem đi đã. Mày lấy thứ này ở đâu? Tôi lấy thứ này ở đâu không quan trọng. Quan trọng là ấy, ông chuẩn bị tâm lý để ở tù một công đi. Không còn cơ hội trốn ra nước ngoài nữa đâu. Mày... mày là ai? Tôi xin lỗi chưa giới thiệu nhỉ. Tôi là chủ tịch của tập đoàn HAI, nơi mà ông vẫn hay đến gạ gẫm bán cổ phần của công ty Vietsat cho tôi đấy. Cháu đấy à? Chú không nhận ra. À, không. Cậu. Cậu tha lỗi cho tôi, nhá. Cậu biết đấy.
tôi cũng già cả rồi nên là cũng hơi tham tiền một chút. Nhưng mà tôi biết lỗi của tôi rồi, cậu tha lỗi cho tôi nhá. Cái loại người như ông ấy không xứng đáng có hộ thứ hai đâu. Vợ à, em nể tình nghĩa vợ chồng bao nhiêu lâu nay, em nói với cậu ta một câu đi. Còn anh hứa từ giờ về sau anh sẽ sống tốt với em mà, vợ nhá. Đừng có nói đến tình nghĩa vợ chồng ở đây. Không có cơ hội nào cho anh đâu, anh Lâm ạ. Anh gây ra hậu quả thì phải tự chịu lấy đi. Hãy chờ mà làm việc với công an. Còn bây giờ, anh cút, cút ngay ra khỏi đây. Kiểm cháu. Bây giờ chú quỳ xuống chú xin cháu đấy. Tha cho chú đi, chú xin cháu đấy. Ông có cầu xin hàng trăm năm nữa, tôi cũng không tha cho ông đâu. Cửa vẫn đang mở đấy, ông đi đi. Kẻ lừa đảo cuối cùng cũng đã bị trừng phạt. Nhưng mà số nợ của công ty bây giờ thì... Cô yên tâm đi ạ, cháu sẽ đứng ra để vay ngân hàng trả nợ giúp cô. Ngoài ra thì ngày mai cháu cũng sẽ tổ chức một buổi họp báo để thông báo các đối tác rằng là công ty bị tên Lâm kia lừa đảo. Cháu tin rằng là các đối tác sẽ sớm hòa tác lại mình thôi ạ. Được như vậy thì tốt quá. Cháu thật tốt bụng. Cô cảm ơn cháu đã cứu công ty của cô. Cô cảm ơn cháu nhiều lắm. Có gì đâu ạ. Ở trên đời này, lòng người khó lường trước là điều gì. Nhưng người tốt ắt sẽ được báo đáp. Cô lâm vào cảnh này cũng là vì cô chậm tình cảm quá. Từ giờ cô yên tâm sống vui vẻ đi ạ. Ngày đó cô giúp cháu, bây giờ có khó khăn gì cứ để cháu giúp cô cho. Cô không biết nói gì nữa. Cô cảm ơn cháu. Cô cảm ơn cháu nhá. Xíu vào chuyện người khác. Còn con kia nữa, không biết đường tự đứng dậy lên, còn ngồi y ra đấy làm cái gì. Nhanh lên còn đi kiếm việc làm. Chị để em dậy nhá. Em ơi, em đang cần tìm việc à? Chị có mở quán cà phê bên kia, cũng đang thiếu nhân viên, hay là em sang bên chị làm nhá. Khách ngồi kia kìa, em cầm nước lọc ra cho khách, xong order nhá. Vâng ạ. Đây em ơi. Giời ơi, sao lại cho người mù đi làm phục vụ này? Em xin lỗi ạ. Không biết đường mà tự dọn đi à? Sao cứ đứng như phỗng thế? Hay chờ người khác tới làm hộ à? Này! Mày định nhặt cái chỗ thủy tinh vỡ đấy bằng tay không á? Không biết đường lấy chổi lấy hót rác tao mà quét đi à? Mày nhặt bằng tay không rồi đứt tay chảy máu tao về là phải hầu hạ mày à? Anh Thắng, anh bình tĩnh với em hơn một chút đi được không? Em cũng đã làm mấy việc này bao giờ đâu. Cái mặt mày kém cỏi quá làm tao mất bình tĩnh rồi. Bây giờ tao phải đi chơi xả stress. Này cô em,
nhiều ấy. Mù à? Mù một xinh đấy nhở? Đi chơi với anh đi. Anh làm gì đấy? Bỏ tôi ra. Điện thoại của tao. Anh Thắng ơi, dậy đây em đi làm với. Anh Thắng ơi, anh Thắng, sao em gọi mãi anh không dậy thế? Anh Thắng ơi. Tuần trước, anh trai cô có đến bệnh viện để khám. Sau khi kiểm tra, chúng tôi phát hiện ra anh ấy có một khối u ở não, giai đoạn 3. Đến giai đoạn này, chắc hẳn anh ấy phải đau đớn nhiều lắm. Thế nhưng, anh ấy vẫn cố gắng chịu đựng được. Sao anh biết mình bị bệnh mà không nói cho em biết chứ? Nói với em, chỉ khiến em lo thêm thôi. Cái anh muốn là em phải tập trung sống tự lập trước đã. Anh muốn em học cách tránh vật lạ trên đường để có thể đi lại an toàn. Anh muốn mày học cách tự giải quyết vấn đề mà không cần nhờ đến sự trợ giúp của người khác. Không tự biết mà dọn đi à? Sao cứ đứng như phỗng thế? Hay là chờ người khác đến dọn hộ mình nữa? Này cô em, đi đâu ấy? Mù à? Mù mà xinh đấy nhở? Đi chơi với anh đi. Anh làm gì đấy? Bỏ tôi ra. Mày dám lấy điện thoại của tao à? Chó này, mày dám động người em gái tao à? Mày dám hôi à? Tao làm gì đâu? Tao không cho phép mày động người em gái tao. Tao cũng cảnh cáo mày, đừng bao giờ giở trò đổi bại với người khuyết tật. Hè lắm. Sắp tới không có anh ở bên cạnh, em vẫn phải sống thật tốt. Đi ra ngoài không được vấp ngã. Đi làm không được để người ta bắt nạt. Về nhà phải biết tự dọn dẹp nấu cơm. Có như thế thì anh mới yên lòng được. Không để anh rời xa em đâu. Em cứ nghĩ là từ sau khi mẹ mất, anh đã quá mệt mỏi khi phải chăm sóc em, nên đã đối xử tệ với em. Em đã rất buồn và trách anh. Nhưng mà từ bây giờ, em sẽ sống tự lập. Anh yên tâm, em sẽ là điểm tựa để cho anh có thể yên tâm chữa bệnh. Chào mẹ. À, con về rồi đấy à?
Vào nhà thay quần áo rồi ăn cơm đi con. Dạ, hôm nay con dẫn Hương đến là để muốn thưa chuyện với mẹ. Con chào bác ạ. Thế thì hai đứa vào nhà đi, có chuyện gì nói sau. Vào nhà đi em. Mẹ uống nước ạ. Ừ, để mẹ xin. Uống đi em. Ừ. Uống nước đi cháu. Nào, thế hai đứa có chuyện gì nói cho mẹ nghe xem nào. Dạ, thưa mẹ, chúng con dự định là trong năm nay chúng con sẽ kết hôn ạ. Ôi, kết hôn á? Sao lại gấp thế? Mẹ tưởng là con muốn chơi vài năm nữa rồi mới lấy vợ cơ mà. Chơi bời gì nữa mẹ, con cũng đến tuổi lấy vợ rồi. Hơn nữa, Hương cũng đâu còn trẻ nữa đâu. Mà chẳng phải lúc nào mẹ cũng giục con lấy vợ để còn có cháu bé còn gì nữa. À, thì mẹ cũng muốn con lấy vợ. Thế nhưng mà mẹ thấy gấp quá. Thôi được rồi, các con muốn kết hôn thì mẹ cũng đồng ý. Nhưng mà mẹ có một điều kiện. Dạ, điều kiện gì ạ? Là thế này, sau khi kết hôn xong, Hương phải nghỉ việc ở nhà để làm dâu. Và hai đứa phải đẻ luôn, để mẹ còn có thằng cháu để nối dõi. Nghỉ việc luôn ạ? Ừ, thì hai đứa cũng còn trẻ gì nữa đâu. Mà kết hôn xong thì tính đến chuyện sinh con là vừa. Cháu hiểu, nhưng mà nghỉ việc luôn thì có hơi... Hơi làm sao? Công việc hiện tại của cháu đang rất tốt. Hơn nữa, nếu bây giờ cháu nghỉ việc, cháu biết ăn nói với bố mẹ như thế nào bây giờ ạ? Đúng đấy mẹ, công việc của Hương bây giờ ấy cũng đang ổn định. Hơn nữa, cô cũng chuẩn bị lấy cái bằng thạc sĩ nữa. Bây giờ mà nghỉ việc ở nhà ấy thì bao nhiêu công sức học hành đổ sông xuống bể hết à mẹ? Ờ hay. Bây giờ ấy, về làm dâu là phải lo chăm sóc công việc gia đình là trên hết. Còn cái việc kiếm tiền ấy thì phải là để cho người đàn ông. Còn phụ nữ bây giờ về làm dâu là phải biết vun vén gia đình, phải biết chăm lo con cái, chứ không phải lo mấy cái việc ở ngoài đường nữa. Còn học cao để làm gì? Nhà này rồi ai lo? Mẹ, đâu cần thiết phải bỏ việc đâu. Thế bây giờ mày hỏi anh nhá. Hai đứa lấy nhau về rồi, xong suốt ngày đi làm, lại để cho cái thân già này ở nhà lọm cọm cơm nước à? Thế thì con lấy vợ về để làm gì? Mà lại còn sinh con thì lấy đâu ra thời gian mà chăm sóc nữa? Mẹ, con để lúc nào chả được. Chúng con định ổn định công việc, có điều kiện xong thì để vẫn chưa muộn mà mẹ. Nhưng mà bây giờ ấy, cái chuyện vô sinh nó quá nhiều. Con thì con một trong nhà này, làm sao mẹ biết được con lấy vợ về có đẻ được hay không? Hay là cô không muốn sinh con chứ gì? Mà cũng đúng thôi, con gái bây giờ có đứa nào muốn sinh con đâu, sợ mất dáng mà. Kìa mẹ, tôi nói thế để anh chị liệu mà suy nghĩ. Em không bỏ việc đâu. Anh cũng biết khó cho em, nhưng em thử nghĩ lại những gì mẹ nói xem. Anh thấy mẹ nói đúng mà. Anh nghĩ như thế thật. Đây là thời đại nào rồi, còn bắt phụ nữ sau khi lấy chồng ở nhà nội trợ nữa. Em có công việc của em, em không thể nào mà học hành đàng hoàng, xó thất nghiệp ở nhà được. Ý mẹ anh không phải như vậy, chỉ là mẹ anh muốn em ở nhà, trông nom nhà cửa. Hơn nữa, mẹ anh cũng già rồi, cũng cần phải có người chăm sóc chứ. Có phải là em đi làm rồi không chăm sóc mẹ đâu? Nhưng mà trước sau gì thì vẫn phải đẻ. Hay là đúng như lời mẹ nói, em không muốn có con đúng không? Rốt cuộc thì anh muốn lấy em về làm vợ hay muốn lấy một cái máy đẻ? Còn nữa, em đâu phải ô xin đâu mà anh bắt em ở nhà lùi cụi với cái bếp. Em
Này, cô định muốn tôi làm ô xin cho vợ chồng nhà cô đấy hả? Chưa về cái nhà này làm dâu mà cô đã lớn tiếng như vậy rồi. Cô về rồi thì cô trèo lên đầu chồng cô à? Ý cháu không phải vậy đâu ạ. Cô không phải cãi. Tôi nghe từ nãy đến giờ hai đứa nói chuyện rồi. Cái chuyện ấy, không nghỉ việc ở nhà thì thôi. Nhưng mà cái chuyện sinh con ấy, mà cô không muốn, thì cô muốn nhà này tuyệt hậu phải không? Bác nói vậy là hơi quá rồi đấy ạ. Không phải là cháu không muốn có con, chỉ là thời điểm sau khi cưới chưa thích hợp thôi ạ. Đấy, con nghe nó nói mẹ. Chưa nó chưa về cái nhà này nó đã thế rồi, đến lúc nó về rồi thì nó trèo cả lên đầu mẹ con ạ. Mẹ, em xin lỗi mẹ ngay. Mẹ là mẹ, mẹ nói gì em phải nghe chứ. Còn nếu không nghe được ấy thì khỏi cưới xin đi. Anh được lắm, bây giờ tôi cũng hiểu được bộ mặt thật của anh. Tôi cũng không muốn bước chân vào cái nhà này nữa. Chào bác, cháu về ạ. Hương, con không cần phải tiếc cái loại người này nữa. May mà chưa cưới về chứ không thì con trai mẹ đẹp trai, học hành giỏi giang như thế này lấy đâu trả được vợ mà con phải lo. Tuấn à con, mẹ mang cơm đến cho con rồi đấy, con xuống lấy đi nhá. À, cô Hương đấy à? Chào bác, lâu rồi không gặp. Bác đến đây có chuyện gì ạ? À, tôi đến đây để thăm con trai tôi. Mà con trai tôi bây giờ ấy là một nhân viên của công ty lớn rồi đấy nhá. Giám đốc quý nó lắm. Nó chỉ cần làm tốt trong đợt thử việc này là sẽ được thăng tiến thôi. Mà nó lấy được một cô vợ rất là biết điều. Chính vì thế nó mới chuyên tâm làm việc ở được ở đây vậy. Điều này thì cháu cũng đã nghe nói qua. À giời, hóa ra cô cũng vẫn còn quan tâm đến con trai tôi quá nhỉ. Cô lại còn biết là nó đang làm gì và làm ở đâu nữa cơ đấy. Mà cô đến đây để làm gì? Cháu cũng có việc ở đây. Trông cái bộ dạng cô là tôi biết đi xin việc ngay chứ. Tưởng học cao tài rộng thế nào chứ bây giờ vẫn còn phải chạy vậy đi xin việc ở khắp nơi như thế à? Mà ở công ty này không phải dễ đâu. Cô tưởng cô là ai chứ? Mẹ, con đã nói với mẹ rồi mà không cần mang cơm đến đâu. Con Hương, sao em lại ở đây? Chào anh, chúng ta có duyên gì? Duyên mới phận cái gì. Cô đừng có thấy con trai tôi bây giờ nó thành công rồi cô lại định tiếp cận với nó gì. Không có cửa đâu. Mà con này, con đừng có tiếp xúc với cái hạng người như thế này nhá. Đấy, trông ăn mặc hở hang như thế này mà đi xin việc đấy. Nhìn là biết con người không ra cái gì mà. Thưa bác, cháu đến đây không phải để xin việc. Cô không xin việc thì cô đến đây để làm gì? Từ nãy giờ quên không giới thiệu với bác. Cháu là chủ tịch của công ty con trai bác đang làm. Hôm qua cháu đã nhận được hồ sơ của anh Tuấn. Chủ tịch á? Cái hạng người như cô mà đòi làm chủ tịch ở đây cơ á? Giám đốc nhân sự phải không? Tôi đây. Hôm nay công ty chúng ta có nhân viên mới đến làm.
Alo, tôi nghe đây ạ. Anh bảo sao? Nghỉ việc là thế nào? Tôi vừa đi làm buổi đầu tiên mà, sao lại nghỉ việc được? Alo, alo. Cái gì con? Hương, Hương, có điều gì thì cháu từ từ đã. Bác xin lỗi, bác không biết. Cháu đừng làm những điều như thế nhá. Thật sự là cháu không thể nhận lời xin lỗi của bác. Cháu biết anh Tuấn là một người rất tài giỏi và anh ấy cũng rất mong muốn có thể nhận được công việc ở đây. Nhưng mà hàng người như cháu có lẽ là không thể giúp được gì được rồi. Hương! 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 Mẹ ơi! Mẹ hại con rồi! Ê, Nguyệt!